Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tình hình hiện tại cũng khá là căng thẳng. Sáng nay thì thông tin thì bà Phương Hằng đã đến nhà luật sư Thanh Trân. Và bên cạnh bà thì có khá nhiều các fan của bà, đó là YouTuber, đến để truy vết nhà luật sư Thanh Trân. Bên cạnh đó là một cái hành động quá là cho chúng ta thấy về sự ngang ngược, xuất sược của bà Phương Hằng này. Quá trơ trẽn khi coi thường pháp luật và ngang nhiên đến nhà luật sư Thanh Trần nhằm để công kích, nhằm để thể hiện một cái thái độ là dám coi như là tới nhà người ta để công kích, để uy hiếp tinh thần của luật sư Thanh Trần. Đây là một cái hành động chúng ta có thể cho rằng quá ngang bướng và coi thường luật pháp của bà Phương Hằng. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc cá cược, những vấn đề xung quanh cái việc sao kê quỹ hàng hữu liên quan đến The Drama và cuộc chiến pháp lý trên không gian mạng vừa qua, thì trong tuần vừa rồi, luật sư Thanh Trần có đăng trạng thái và có đăng trên video của mình với nội dung là bắt buộc bà Phương Hằng phải sao kê quỹ hàng hữu của bà. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã biết trong thời gian dài vừa qua, bà Phương Hằng luôn liên tục tấn công những người nghệ sĩ, những người đã đứng ra làm việc thiện để giúp đỡ người dân miền Trung nói chung và người dân nghèo nói riêng. Liên quan đến việc đó thì bà Phương Hằng tố cáo bắt buộc những người mà kêu gọi quyên góp từng từ thiện này sao kê tất cả các khoản thu chi. Và qua một thời gian rà soát điều tra thì cơ quan chức năng cũng đã ra thông báo kết quả là những người nghệ sĩ này không có hành vi gian lận trong việc kêu gọi từ thiện và không có ăn chặn tiền từ thiện như bà Phương Hằng đã tố cáo. Ôm nỗi nhục này vì thua cục, vì thất bại trên cuộc chơi pháp lý này, bà Phương Hằng cố công để tìm mọi cách để trả đũa lại những người mà đã phản biện bà và đương đầu với bà trong suốt thời gian dài vừa qua. Và nhắm đến quỹ hàng hữu thì cộng đồng mạng cũng lôi ra nhằm để công kích bắt buộc bà phải sao kê, vì trong quỹ hàng hữu này có khá nhiều những điều khuất tất mà chúng ta chưa thể biết được. Nói về quỹ hàng hữu thì bà nhân danh, đó là cái quỹ tư nhân của bà, tiền túi của bà, tất cả lợi nhuận từ công ty của bà đều thâu gom vào quỹ hàng hữu này và mục đích chính là để đóng góp và giúp đỡ cho cộng đồng mạng. Nhưng thực sự quỹ hàng hữu này có nhiều vấn đề gì khuất tất, sau khi cộng đồng mạng công bố công khai bắt buộc bà sao kê thì lập tức quỹ hàng hữu lại bị mất dạng trên tất cả các cái cổng thông tin. Và nhiều nguồn tin, nhiều đơn vị cũng đã tập trung vào truy vết quỹ hàng hữu thì đã tìm ra rất nhiều manh mối và nhiều khuất tất trong vấn đề này. Thực ra quỹ hàng hữu lập ra chỉ là một bức bình phong để lọc lừa, để gian lận, để chiếm dụng một khoản tiền cũng khá là lớn. Điển hình là quỹ hàng hữu này lập ra với những hồ sơ, một hình ảnh mà có thể nâng khống lên thành nhiều hồ sơ nhằm để trục lợi. Đây là vấn đề trục lợi công khai khi quỹ hàng hữu đã bị cộng đồng mạng thâm nhập và tìm ra những manh mối, những khúc tắc và những bằng chứng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã biết hoạt động của quỹ hàng hữu từ năm 2016 đến năm 2021 thì theo công bố của từ các bệnh viện lớn từ thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã công bố rằng con số mà quỹ hàng hữu này đã cống hiến và giúp đỡ, ủng hộ cùng với các tập đoàn của bệnh viện này thì con số không giống như những điều mà bà Phương Hằng đã phô diễn trong các buổi live stream của bà. Bà nói rằng mỗi năm quỹ hàng hữu này cống hiến và giúp đỡ hàng 1.000 đến 1.500 bệnh nhân. Nhưng thực ra từ năm 2016 đến năm 2021 thì chưa tới 500 bệnh nhân. Chưa tới 500 bệnh nhân. Có nghĩa là chúng ta cũng đã thấy con số này chênh lệch quá lớn. Trong khi bà nói rằng một năm là từ 1.000 đến 1.500. Nhưng mà trong năm 2016 đến năm 2021 là 5 năm, 6 năm. Nhưng con số chưa đến 500 bệnh nhân đã được quỹ này phục vụ. Và mỗi bệnh nhân chỉ được quỹ này hỗ trợ điều trị thêm chưa đến 20 triệu đồng. Mà trong khi đó thì bà Phương Hằng này lại rêu rao trên cổng không gian mạng cho rằng mỗi bệnh nhân của quỹ hàng hữu này bà bỏ ra khá là nhiều tiền. Mỗi năm bà bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng.
Mỗi năm bà bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng trong tất cả các cái bệnh nhi mà bà đã từng công bố. Từ con số mà một năm bà nói rằng 1.000 đến 1.500, nhưng mà trong 5 năm vừa qua thì các bạn nghĩ rằng nếu như con số này thực tế thì cái quỹ hiện hữu này phục vụ biết bao nhiêu bệnh nhân các bạn. Nhưng thực tế từ cái cổng thông tin mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông bố, đã tung ra trên tất cả các cái tập đoàn bệnh viện thì quỹ hiện hữu này từ năm 2016 đến năm 2021 chỉ chưa tới 500 bệnh nhân là các bạn biết rồi. Đó, và mỗi bệnh nhân chỉ có 20 đến tối thiểu là 20 triệu đồng. Thì con số này hoàn toàn để nâng khống lên nhằm trục lợi. Đây là vấn đề khuất tất phía sau quỹ hiện hữu. Mà sau khi cộng đồng mạng đã lôi ra, đã tìm ra những cái ẩn khuất phía sau này thì bà Phương Hằng lại vội vàng né tránh và tẩu tán cái quỹ hiện hữu này. Và cây cú về vấn đề này khi đã bị cộng đồng mạng, bên cạnh đó là luật sư Thanh Trần và nhà báo Hằng Ni cùng với nhiều người đã tìm manh mối và công kích vào quỹ hiện hữu này, bắt buộc bà phải kê khai, sao kê công khai minh bạch để cho công chúng biết pháp nhân của cái quỹ hiện hữu này là ai, đứng danh pháp trên pháp nhân này và quỹ hiện hữu này hoạt động như thế nào trong suốt 5-6 năm qua. Và có thực tế là quỹ hiện hữu này đã cống hiến giúp đỡ về cộng đồng bằng cái lợi nhuận của cái quỹ hiện hữu này không? Hay là quỹ này chỉ lập ra để mượn danh, để trục lợi cá nhân trên các lợi ích từ các tập đoàn, từ các doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp vào trong quỹ hiện hữu này? Đây là một cái vấn đề mà cộng đồng mạng chúng ta đang quan tâm và đặt dấu hỏi vấn đề hôm nay. Và đến hôm nay thì thực sự sự cá cược của bà Hằng đối với luật sư Thanh Trần liên quan đến việc cá cược đến cái quỹ hiện hữu này. Luật sư Thanh Trần thông báo rằng nếu bà Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi chấp nhận đứng ra sao kê quỹ hiện hữu thì luật sư sẵn sàng hy sinh một căn nhà và một mảnh đất. Bà Phương Hằng chấp nhận cái điều lệnh này của luật sư Thanh Trần và tuyên chiến với luật sư Thanh Trần và quyết đưa ra pháp lý với vấn đề này. Và theo như lời hứa thì sáng nay bà Phương Hằng có dẫn đội binh quân của bà đến tại nhà Thanh Trần để gây áp lực và bắt buộc Thanh Trần phải ra đối chất với bà. Và hiện tại thì theo thông tin từ các nguồn tin trên cổng không gian mạng thì chúng ta thấy là hiện tại luật sư Thanh Trần và bà Hằng đang đối chất và đang làm việc tại công an quận 12 của phường An Phú Đông. Để sáng tỏ về vấn đề này và để hiểu rõ thêm tình tiết thì chúng ta sẽ chờ kết quả của cơ quan điều tra sau khi rà soát vào cuộc để xem xét tình hình của vụ việc này như thế nào. Hiện tại thì hai người này đang đối chất tại cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề cá cược với nhau trên không gian mạng thực ra vì mục đích gì và vì vấn đề gì. Còn nói đến quỹ hiện hữu thì chúng ta cũng đã biết mọi vấn đề khuất tất, mọi vấn đề sai trái bên trong quỹ hiện hữu cũng đang được cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra cũng đang rà soát và xem xét để điều tra những khuất tất đằng sau vấn đề quỹ hiện hữu này. Những góc khuất và những công bố mà được cộng đồng mạng cũng như các tập đoàn của bệnh viện đưa ra những con số để thấy rõ được, chúng ta thấy rằng những hình ảnh, biên đơn, những lá đơn hay hoặc là những bệnh án mà quỹ hiện hữu này nhân khống lên nhằm để trục lợi cá nhân thì chúng ta cũng đã có rất nhiều bằng chứng đã thu thập trên cổng không gian mạng bao nhiêu tháng qua. Và hôm nay thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ truy vết về cái việc sai lầm của quỹ hiện hữu này như thế nào. Và hiện tại thì cơ quan chức năng cũng đã ráo riết tích cực điều tra quỹ hiện hữu này. Và việc bà Phương Hằng công khai cá cược đối với Thanh Trần thì đó là một cái dấu hiệu tốt cho cộng đồng mạng chúng ta để sớm biết được kết quả của quỹ hiện hữu này có minh bạch hay không, có gian lận hay không, có mượn là một bức bình phong để trục lợi cá nhân hay không, thì chúng ta sẽ chờ xem sự vào cuộc của cơ quan điều tra trong thời gian sắp tới. Còn việc cá cược của Thanh Trần đối với Phương Hằng đó là mấu chốt, là cái điểm nhấn trong cuộc chơi pháp lý này. Và vấn đề cá cược này có được thể hiện, có được pháp luật công nhận hay không, và đưa ra pháp lý thì luật sư Thanh Trần và Phương Hằng có được phép để cá cược hay không? Có thể nói hai từ cá cược là liên quan đến vấn đề là đấu tố
và cá cược liên quan đến giống kiểu như là một cục cá cược về thách đấu về tài sản, giống như một canh bạc. À, canh bạc, nói về cá cược về canh bạc thì phải liên quan đến pháp lý và pháp luật. Cho nên đây chỉ là một màn thách đấu, thành cho nên mình nghĩ rằng việc cá cược này cơ quan chức năng sẽ ngăn chặn và không cho phép. Và việc mà tài sản của Thanh Trần đưa ra cá cược này chắc chắn là sẽ không được phép để đứng ra cá cược thách đấu như thế này. Và bà Phương Hằng cũng không có quyền yêu cầu bắt buộc Thanh Trần và bắt buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc, bắt buộc Thanh Trần phải đưa ra cái vấn đề cá cược này. À, còn Thanh Trần cũng không thể có quyền được phép yêu cầu để cá cược vấn đề này. Đây là vấn đề cá cược thuộc về pháp lý và sai và vi phạm pháp luật, mang tính chất là một canh bạc. Thành cho nên cơ quan chức năng sẽ sớm ngăn chặn cái vấn đề cá cược này và sẽ sớm vào cuộc điều tra nguyên nhân cái mấu chốt từ cái khúc tắc của quỹ hàng hữu. Có rõ ràng như bà Phương Hằng đã nhân danh nói rằng đây là pháp nhân quỹ hàng hữu của cá nhân của bà đứng ra để phục vụ, để cống hiến, để giúp đỡ cho người dân, giúp đỡ cho người nghèo. Và tất cả các cái lợi nhuận từ quỹ hàng hữu này bà cống hiến cho cộng đồng có thực sự là như vậy hay không? Và có thực sự là quỹ hàng hữu này có không lợi dụng hay không? Có không lợi dụng để trục lợi hay không? Thì điều đó chúng ta hãy chờ vào cuộc của cơ quan chức năng sắp tới. Và chắc chắn là trong cái vụ việc cá cược này thì cơ quan chức năng sẽ động chạm đến và sẽ vào cuộc điều tra quỹ hàng hữu này. Và đây là cái dấu hiệu đáng mừng để cộng đồng chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những vấn đề và những tình tiết mới trong cuộc chơi pháp lý này liên quan đến cái quỹ sao kê hàng hữu này. Và việc mà cái quỹ hàng hữu này chúng ta cũng đã thấy rõ ràng đã vi phạm pháp luật, đã vướng vào khá nhiều những cái điều mà khuất tắc phía sau. Đây có thể gọi là săn sao của một cái hành vi tẩu tán tài sản và trục lợi tài sản, trục lợi tài sản và lợi ích cá nhân của nhiều người. Trong đó có thể nói rằng là liên quan đến tài sản của nhà nước. Tài sản nhà nước liên quan bởi vì nhà nước cũng có thể nói rằng là ưu ái giảm thuế và miễn ưu đãi thuế cho cái quỹ hàng hữu này. Vì mỗi năm quỹ hàng hữu này báo cáo lên bao giờ cũng cho rằng lỗ, và doanh nghiệp tập đoàn Đại Nam này năm nào cũng báo cáo lên là thua lỗ. Và tất cả các cái nguồn thu, nguồn lợi đều đổ về sân sau của cái quỹ hàng hữu này nhằm để trốn thuế, nhằm để trục lợi riêng tư. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng cái quỹ hàng hữu này lập ra không phải đơn thuần là chỉ vì nhân danh để cống hiến, để giúp ích cho đời, mà nhân danh chỉ là bức bình phong nhằm để trục lợi. Chúng ta thấy rõ ràng điều này. Qua nhiều nhân chứng cho chúng ta thấy rằng từ khi cộng đồng mạng vào cuộc bắt sao kê quỹ hàng hữu thì liền lập tức quỹ hàng hữu lại biến dạng trên không gian mạng. Và tất cả những thông tin về quỹ hàng hữu đều bị sửa đổi. Và bà Phương Hằng lập tức là phản kháng lại và đương đầu với những người, trả đũa lại với những người mà đi tìm cái nguyên nhân ẩn ý đằng sau quỹ hàng hữu này. Thì điều này chúng ta cũng đã thấy rõ ràng đây là một cái vấn đề khuất tất mà chúng ta cũng đã muốn cho cơ quan vào cuộc khá là lâu rồi, và hôm nay cũng là một cái động thái và cũng là một cái điểm nhấn để cho cơ quan bắt đầu điều tra quỹ hàng hữu này. Và chúng ta hãy chờ xem những cái kết quả sau khi sự vào cuộc của cơ quan điều tra. Và mong rằng bà Phương Hằng trước cơ quan pháp luật bà hãy thành thật khai báo tất cả những hành vi, những điều gian lận, những điều ma mị, những trò bịp bợm của bà trước cơ quan chức năng để làm rõ, để minh bạch rõ quỹ hàng hữu của bà có trục lợi hay là không. Đó là cái điều mà người dân đang quan tâm đến vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, mình chia sẻ và cập nhật thêm về tình hình diễn biến sáng nay liên quan đến việc bà Phương Hằng đã đến tại nhà Thanh Trần và làm loạn tại nhà Thanh Trần, và hiện tại thì cơ quan chức năng đang điều tra. Và đến đây thì mình xin kết thúc và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem video của mình. Mến chúc quý vị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.